Chào quý vị và các bạn, tôi là Chu Đăng Phú đây. Thì hiện tại tôi đang trên quốc lộ 1A hướng từ Hoa Kỳ An đi về hướng Biên Hòa. Quay nhiều quá quý vị. Trên khúc này người ta gọi là chị An ha. Mình sẽ đi theo cái hướng này đi về hướng Biên Hòa. Và hôm nay Hứa sẽ quay vào cái khúc chợ Thanh Hóa. Vào khu vực 4 này có rất là nhiều đường.
sẽ rẽ qua đây nha. Đây, tới đây thì quý vị đã bắt đầu thấy là trong này bắt đầu có công ty rồi ha. Các công ty ở đây. Mình sẽ vòng qua bên đường bên kia để mình đi tiếp vào khu công nghiệp nhé.